Năm 2019, thành phố Đà Nẵng tiếp tục đứng thứ nhất chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin và là năm thứ 11 liên tiếp đạt thành tích này. Năm 2019, khối thi đua thành phố đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, có phần phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố, cũng trong năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì phối hợp với Công an Đà Nẵng và các sở ban ngành đoàn thể tham mưu diễn tập khu vực phòng thủ Đà Nẵng DNG-19 với kết quả được Bộ Quốc phòng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong năm 2020, khối thi đua thành phố quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của thành phố giao. Trong đó, trọng tâm thực hiện các phong trào thi đua, đẩy mạnh thu hút đầu tư, chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay xây dựng Đà Nẵng, thành phố môi trường.